Ok, à, chào các bạn, mình là Linh đây. Ôi, nhân cái cơ hội mà gọi là làm cục thịt cho chúng nó bắn anh em ạ. Ui, cái chế độ này phải gọi là đồ to cực kỳ nhục luôn. Ở đây, mình sẽ show cho anh em một số kỹ năng của chế độ zombie 2 anh em nhé. Một số kỹ năng thì anh em có thể là biết rồi, nhưng mà đây, anh em có để ý những cái vạch trên không? Thì đấy là những cái level của nó ấy. Tức là khi mà anh em mà cộng kiểu như học đấy, học học kỹ năng được max level ấy, thì nó sẽ thành màu vàng như thế kia. Tức là anh em sẽ gọi là rất là mạnh luôn. Mình thấy là ở thì chế độ này ba cái kỹ năng của người nha, mà mình thấy nó hay nhất là một là thay đạn nhanh này, hai là đạn ví dụ như của đạn số lượng đạn là 999 viên, coi như là bất tử đạn anh em. Mình thấy hai cái kỹ năng đấy với cả một kỹ năng nữa cũng ok là cái kỹ năng mà chạy nhanh, tức là nó sẽ giúp bạn chạy rất là nhanh luôn. Ôi, nói chung là những cái kỹ năng này thì anh em sẽ được học trong cái, nói chung là anh em phải chơi từ sớm, tức là phải chơi một quá trình rất là lâu nhé. Phải chơi lâu thì mình học được nhiều những kỹ năng này. Mình nghĩ là từng đây là nó vẫn là chưa đủ đâu. Đây, nhiều rất là nhiều kỹ năng đây, tăng tốc độ di chuyển này, tăng khả năng cận chiến. Nói chung ở cái này thì nó không tăng lực ATK nên là anh em cảm giác bắn nó yếu thôi. Nhưng mà ZOM nó cũng vậy mà, ZOM nó cũng kiểu nó rất là đụt luôn ấy. Nhưng mà công nhận anh làm ZOM đây thì anh em tốt nhất là nên chuồn. Bắn rất là khó luôn. Vậy. Rồi, rồi sau quá trình gọi là ăn hành ngập mồm thì mình mới rút ra một kinh nghiệm anh em. Tức là ở cái chế độ này nó ưu tiên anh em nào mà chơi nó kiểu chơi từ đầu ván, anh em nên chơi từ đầu ván nhé, thì anh em sẽ tích được rất là nhiều điểm kỹ năng này. Nhưng mà cái này nó cái nào nó rất là kiểu hên xui anh em, tức là anh nhiều khi anh em sẽ học được những cái rất là linh tinh đúng không? Thì có một cách duy nhất khi anh em chơi gần đến cuối ván ấy thì anh em thoát ra vào lại, tức là điểm điểm nó sẽ không mất đúng không? Còn kỹ năng thì anh em vẫn còn đấy, thì anh em sẽ học lại kỹ năng nhé, học lại kỹ năng tức là sẽ xác suất được những cái kỹ năng ngon hơn ấy, như kiểu ngon nhất như kiểu là thay đạn nhanh này hoặc là kỹ năng chạy nhanh các thứ ấy. Nên là cái đến đây là mình cái rút ra được cái kinh nghiệm rất là hay ở chế độ này. Rồi ok. Ui, vẫn còn cái nữa anh này tăng HP này. Ôi ok nhận, may quá anh em ơi, được mình cộng được cái kỹ năng ấy rồi, cái kỹ năng mà thay đạn nhanh rồi. Nhưng mà mình thấy là chơi ở bên khựa ấy, mình hay được được 999 viên ấy, nó hay được lắm luôn, nhưng mà mình thấy là ở tỷ lệ ở Việt Nam có vẻ là hơi thấp hay sao ấy. Chắc là nó fix lại rồi. Ôi, mình chơi luôn này. Lún luôn. Ui, bắn bắt đầu mất có 49 máu. Đó cả. Ây. Có. Ui, cần chiến nháy rồi. Anh nghĩ có thật. Ấy, anh em thấy đạn không? Nói chung đạn vẫn còn ít lắm. Mình kể ra là mà giật giật được cái kỹ năng mà mắc ấy. Hình như anh em phải cộng mắc kỹ năng mà giữ đạn giữ chữ ấy, thì sẽ được gọi là 999 viên. Chứ mà mình đây là chưa cộng mắc cơ. Hình như là cộng không trúng cái nào ấy, cộng không trúng cái đạn dự phòng. Ui, có bọn vớ này anh em phải để ý nhá. Kiểu như là nó tăng hình rất là lâu đúng không? Bởi vì là khi mà không hình nhớ không nhầm kỹ năng của nó là khi mà không bị nhận sát thương trong vòng 4 giây hay sao thì là nó sẽ tăng hình mãi luôn ấy. Nhưng mà anh em bắn trúng nó thì lại thằng cửa hó 3Z kìa. Đùa. Thế hơi 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 cay rồi đấy. Hai lần nháy mà nó toàn ăn nhé. Nên là nó sẽ được tăng hình rất là lâu, nhưng mà anh em bắn trúng con vếu ấy thì nó sẽ mất tăng hình đi thôi. Nhưng mà nói chung là cơ bản là anh em phải để ý một chút, đừng có ham bắn quá, ham ham vui là vỡ mặt đấy. Ui bị cận chiến. À đúng rồi, còn cái kỹ năng nữa là ui máy bác vừa bạn vừa kịp hết đạn vừa giết được con đầu to. Tức là bọn zombie ấy nó sẽ không được hồi sinh đâu em nhé, nhưng mà nó sẽ có cái kỹ năng, nó mà học được cái kỹ năng hồi sinh ấy thì anh em bắn chết nó thì nó có khả năng hồi sinh ấy. Tức là bình thường mà thằng nào đen đen ấy nó mà không học được cái kỹ năng hồi sinh này là bạn bắn chết nó là coi như là nó phải thoát ra hoặc là ngồi xem tivi cũng được. Đấy là hai lựa chọn cho dòm. Nhưng mà hết đạn rồi. À, kể ra là giật được 999 viên mà ngon không? Ô thế này là thế này là buông buông lơi rồi. Mày đấy. Ô được. Có đã ngồi thì cho cận chiến luôn đi, còn cào phát còn 500 máu mới khổ chứ. Ô, anh em xem và nhớ like và cho mình cảm nhận cái chế độ này nhé. Ô, cái này thì mình mang tính vui là chủ yếu thôi, chứ còn này kiểu cái mình hồi ở chơi bên khựa ấy thích chế độ này lắm luôn, nhưng mà kiểu nó không hiểu cái gì ấy. Kiểu như mình cứ bấm E là kiểu nó có nhiều cái E nhưng mình không biết là cái E là cái gì, mình cứ bấm bừa ấy. Hóa ra là cái E để học kỹ năng được, nó cũng nhận ngay đúng không, nghĩ ra cái này giỏi đấy. Ôi, bình tĩnh nha. Ôi, đang cầm hẳn Fury đi xem để giật đạn mà không được, cay chứ. Cái này mình coi chơi lâu phết rồi đấy, nhưng mà mình chỉ quay đoạn cuối này thôi, bởi vì cái nói chung là cái này thì đoạn cuối nó mới hay, chứ còn đoạn đầu anh em kiểu mới học kỹ năng thì nó chán lắm. Ok, ấy dòng này thì anh em
Nếu mà thích kiểu nhiều đạn ấy thì anh em nên chơi như dòng súng máy ấy, RPK các thứ ấy, anh em vác vào đây thì cứ gọi là bắn gãy tay mà không hết đạn. Nhưng mà dòng RPK thì nó chỉ giật thôi, nó chỉ chặn một tí ROM, nó không được giật như shotgun đâu. Shotgun, dòng shotgun thì nó sẽ đẩy ROM xa cực luôn, nhìn nó đã lắm. Nhưng mà với tôi là giật được, anh em nào hên hên thì giật được 999 nó ngon. Ôi ROM nó hết rồi. ROM mà đúng rồi, mấy thanh niên có vẻ là hơi đen đúng không? Khi như nó bắn chết thì kiểu nó không đủ hồi sinh ấy. Khổ quá. Nào ra đây, mày ra đây. Đâu, thằng kia đâu? À, sao nó hồi sinh không? Huy, nó không được hồi sinh rồi. Kìa, xác nó vẫn là nằm dạng háng ngoài kia. Ui, cái kỹ năng gì đấy? Ô, đây đây đây. Tức là nó sẽ có hai loại kỹ năng, là kỹ năng cho zombie và kỹ năng cho người nhá. Kỹ năng cho zombie thì mình chưa biết mấy, bởi vì ván này mình cũng được cái là may mắn ít được làm zombie. Nhưng mà nó thôi, đời còn dài mà. Để clip sau test có sao đâu. Hôm nay cứ test thử về các kỹ năng của người chứ nhá. Mình nghĩ là nó còn nhiều kỹ năng hơn đấy, nhưng mà kiểu như giật nó hơi khó ấy. Nếu mà thiếu kỹ năng nào thì anh em bảo nhé. Ô đây bò lang này. Bắn nó cứ tí máu kìa. Nhưng mà hay vết ấy. Anh em gọi là chán chán thì ngồi đây vào đây luyện bắn súng. Ồ. Giật. Ui, không để ý cái là thấy là nhớ mặt nhau ngay đấy, sợ thật. Làm mày vào đây. Chết rồi, sắp hết đạn rồi anh em ơi. Ui, chết tôi rồi. Ui, bắn con này bao giờ nó mới chết. Ui, em té đây, em té đây. À, đúng rồi, có cái kỹ năng mà anh em sẽ được hồi bom ấy. Tức là đáp một lúc sau này sẽ vẫn lại hồi bom tiếp. Ui. Ui, bình tĩnh nào bạn ơi. Chết rồi, còn mỗi mình chạy đi. Cứu em. Tôi cứ chạy đi. Ui lục, khổ lục mình nhiều đạn đấy. Ui may quá, không có thằng nào chạy nhanh. Ui mình chạy nhanh vãi luôn này. Ui kìa, ui nhìn kìa. Toàn gọi là ánh mắt đầy khát máu đây. Nó chạy nhanh. Ui tôi. Ui, mới vào đây mình nhảy xịp mà cứ tưởng héo luôn. Ôi, 3 giây nữa, 3 giây nữa, cố lên. Nhanh lên. Còn 500 máu. Yeah. Ôi. Ủa mày thế, nó phải đấy bị vấp. Ôi. Phải hộ hộ thật, phải đấy vấp mà nó chỉ cào một cái là chết mà, bởi vì hình như là do nó cào một phát là 1.000 máu mà. Và phải đấy mình còn đúng 500 máu thôi. Đúng là hay không hên này. Ôi, hai giải rồi. Đã phết. Ôi, vẫn được top chứ. Úi, đều nhiều kỹ năng nhỉ. Mình nghĩ là chắc là mắc rồi đấy, mình nghĩ là từng đây là kỹ năng là nhiều, đủ rồi. Ok. Giật nó. Ui ngon. Ui đầu to rồi, anh em thấy không? Anh em thấy cục thịt nó đang ở trước mặt không? Ô, nó cào mình phát rồi. Thằng này ui. Ui nó đẩy nhau, nó cứ đẩy mọi người mình cũng khỏi. Trời đó. Thằng đầu to gọi là mắc mắc nhục ở chế độ này luôn. Thế là nó to người quá xong rồi bắn shotgun kiểu nó dính đét tường, dính như dính ruồi luôn. Đấy là lý do mình sợ làm đồ to ở chế độ này lắm luôn, mà mình còn hay bị làm đồ to mới khổ. Ôi nó thằng đầu to là nó có cái khả năng hồi sinh anh em ơi. Chạy đâu mất rồi. Chết đó. Nhìn nó giật hay nhỉ. Trời ơi, 3 kill ngon chưa? Ui, cái này mình không biết tính nó tính điểm của gì nữa, nhưng mà mình thấy gần 4.000 điểm, sợ. Đó, ở ván thứ 15 rồi. Anh em xem nhớ like nhá. Nếu mà anh em phát hiện là cái chế độ này nó vui kiểu như là bí kíp để chơi zombie 2 như nào thì anh em cứ comment phía bên dưới để chia sẻ cho anh em đúng không? Ok. Trời ơi. À đúng rồi, hình như là cận chiến cái khả năng hồi sinh ấy. Hồi sinh thì nó khi mà anh em cận chiến zombie thì nó không hồi sinh được đâu nhá. Nó lại như kiểu zombie thường ấy. Hay phết. Đâu đây là? Còn mỗi con giòm nữa, 3 con giòm. Mình vừa thấy con đầu to nó sống rồi nhỉ. Ui thằng kia chết rồi. Cán tội mày, mày là ham vui này. Ủa đâu đấy rồi đấy. Ui người sau lưng này. Trời đó. Dính nó vào tường, dính nó vào tường. Ui sát tường rồi, sát tường rồi, chơi nó. Ui ngon, 4 kill. Ui hết đạn rồi. Ui chán thật chứ không có cái kể ra mà có cái gọi là cái hòm đạn thì ngon.
hết đạn rồi, không biết làm gì giờ. Nhưng mà ít là lục, ui lục mình gần 300 viên rồi. Sợ. Nào mày bơi, bơi ra đây, mày bơi ra đây. Trời ơi. Cả chiến đi, cả chiến đi. Ăn thằng RPK kìa. Rồi RPK nó nhiều đạn lắm ấy, nhưng mà nó bắn, mình thấy nó bắn hơi chán, kiểu như nó không giật, nó không đẩy được zom ấy. Ôi vẫn top nha. Ôi ngồi kể cái chế độ này phải có lại mất cực kỳ là mất thời gian luôn. Ơ ôi vãi cước, thôi xong mất top rồi. Ôi đến cuối giờ còn bị mất top với ác chứ, vãi thật.